Thôi, dậy ăn sáng thôi. Đã làm cái nào dậy muộn, em dậy từ đâu rồi? Em làm gì vậy? Em treo con búp bê trả lại cho anh đó. Thôi, ghê quá, bỏ đi. Thì đi mua. Ở trong rừng mà anh cứ tối ngày đi mua không à? Thế thì em đi kiếm đi. Thôi được rồi, tí nữa em sẽ đi kiếm rau. Còn anh thì sẽ chịu trách nhiệm làm cái cầu từ nhà em bắc qua nhà anh. Ok. Cần gì để cầu? Cần cầu để em qua chơi cho tiện, chứ lên lên xuống xuống cầu thang mệt lắm. Lại còn thế nữa. À, anh có một sáng kiến thế này. Hay là hôm sau hai đứa mình làm một cái công viên ở trong rừng luôn đi. Hả? Công viên trên cao luôn. Sao tự nhiên hôm nay anh có sáng kiến ngu ngốc vậy? Không ai ở công viên trên cao đâu. Ngu ngốc thì ngu ngốc, hôm sau anh làm cho em xem. Ok. Anh tự làm được nhà thì công viên anh cũng tự làm được. Mùa xuân năm nay đã tới, em vui tươi tung tăng hát ca, đào mai đua nhau khoe sắc khắp mọi nhà. Tuổi mới em sẽ thay đổi cho cuộc đời ngày một thêm sáng tươi. La 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 la. Nhiều rau ghê. Về thôi. Hên quá, gần về tới nhà rồi. Oh.
Ủa, cái gì vậy ta? Lúc nãy đi mình đâu có thấy đâu. Thôi, bỏ đi. Hình như bên trong nó có cái gì thì phải. Đúng là có cái gì thật. An toàn nhất đấy. Nhờ có ngươi mà toàn bộ quái thú đã được giải thoát. Ở bên ngoài kia, sức mạnh của quái thú đang trỗi dậy. Không lâu nữa, cả hành tinh sẽ bị phá hủy, loài người sẽ bị tiêu diệt. Siêu thú! Giải cứu siêu thú! Lúc nào? Đó chính là bốn siêu thú ngân hà đã được nhà ngươi giải phong ấn. Nhưng mà ta không muốn đừng quan xa, đáng ghét, nó hèn nhát. Có giỏi thì ra đây đấu với ta một trận coi. Ha ha ha, đồ loài người yếu đuối. Ta không phục, ta không phục. Có giỏi thì ra mặt đi, ta muốn đấu với ngươi một trận. Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu nhà ngươi thu thập được bốn siêu thú vào trong chiếc hộp này thì mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Lớp học mật ngữ siêu thú ngân hà. Đầu tiên, ngươi cần lấy tấm bản đồ ra. Tiếp theo, ngươi hãy đặt 4 siêu thú vào 4 vị trí trên bản đồ. Cáo lửa 9 đuôi vào vị trí đai lửa. Bạch tuộc bất mãn ở vị trí đai nước. Người đá yêu cây ở vị trí đai đất. Vẹt bốn chân ở vị trí đài khí. Tiếp theo, hãy trộn thật đều thẻ sự kiện, thẻ quái thú, thẻ bảo bối. Riêng bốn thẻ siêu thú cổ đại là thẻ hướng dẫn, hãy xếp chúng bên cạnh bản đồ. Mỗi người sẽ được phát một thẻ nhân vật, ba thẻ bảo bối và ba đùi gà để làm hành trang mang theo. Bây giờ, hãy đặt các token huy hiệu vào vị trí 0 trên rìa bản đồ. Lần lượt rút 5 thẻ quái thú ngẫu nhiên và đặt vào vị trí 5 hang của quái thú. Tiếp theo, ta và ngươi sẽ đấu với nhau theo 4 hành động sau. Hành động 1, nhận hành trang đầu ngày. Hành động 2, tham gia sự kiện.
Hành động 3, thu phục quái thú. Và hành động 4, thu phục siêu thú cổ đại. Trời ạ, bảo sao đi mãi mà không thấy về. Chắc là nắng quá, bị say nắng đây mà. Thôi Thơ, Thơ, dậy đi Thơ. May quá tỉnh rồi. Em bị sao vậy? Anh ạ, em vừa giải cứu hành tinh đó. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Có bị sao không? Có đau chỗ nào không? Không, em giải cứu. Hiền quá, chắc là em bị ngất thôi. Em bị say nắng đúng không? Không, em thôi đi về đã. Trời ạ, mệt ghê. Nhà có không về ngủ, đi nằm ở đây. Đi thôi. Khoan khoan khoan. Anh ngồi lại. Ngồi lại. Trò gì nữa vậy? Qua được rồi này. Đúng là cái đồ dở hơi. Đi nhanh lên. Anh tiểu bỏ túi. Lúc nãy em gọi anh to như vậy mà anh cũng không thèm nghe thấy luôn hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi em có gọi đâu. Mà thôi em bớt mơ mộng đi. Đừng có nằm mơ tới ban ngày nữa. Siêu thú ngân hà, giải cứu quái thú, giải cứu thế giới. Mệt mỏi ghê. Rõ ràng mọi chuyện đã diễn ra nhưng mà không ai tin mình cả. Mặc dù mình không nhớ là mình đã chơi nó như thế nào, mình chắc chắn mình là người chiến thắng thì bầu trời mới được bình yên và trong xanh như thế này, rồi mình mới thoát ra khỏi được chỗ đó chứ. Đặc biệt còn có cái này làm chứng cứ đây này, mình đã nhận được một phần quà là bộ đồ chơi siêu thú ngân hà chứ còn gì nữa. Thôi kệ, ai không tin thì kệ người ta. Wow, bộ đồ chơi này đúng đẹp như trong giấc mơ của mình luôn. Tin tuyệt mật. Xịt. Tớ nói nhỏ cho các cậu biết tin cực kỳ bí mật luôn. Lớp học mật ngữ được chuyển thể thành phim hoạt hình và được phát hành chính thức rồi. Anh Tiểu Thúi, anh nghe tin động trời gì chưa? Cái đấy cũ rích rồi, bây giờ em mới biết à? Vậy hả? Phim này anh xem rồi, hơi bị hay, hơi bị vui luôn. Thế mà em chưa xem á? Sao anh không rủ em xem cùng? Vậy thì anh gửi link cho em đi. Thế thì anh để link dưới phần mô tả luôn nhá. Mà còn có mini game nữa đấy. Em có muốn chơi không? Mini game? Wow. Mini game dành cho những ai xem phim hả? Đúng rồi. Yeah. Chắc chắn là em muốn chơi rồi. Thôi thôi, vậy thì bây giờ mình phải đi lên đồi cao, chỗ có sóng để em xem phim rồi còn chơi mini game. Không người khác chơi, người khác nhận quà mất thì sao? Ê. Anh cũng muốn chơi mini game à? Ta-da. Đi thôi.